Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tân sửu 1961 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1. tổng quan về tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng năm 2022 nhâm dần nữ mạng năm 1961 tuổi Tân Sửu tức tuổi con trâu thường gọi là lộ đồ chi nhưu tức châu trên đường mệnh thổ bích thượng thổ nghĩa là đất trên tường thành mệnh thổ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim thổ sinh kim thổ bị thiệt không tốt địa chi sửu gặp dần bình thường thiên can, tân gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch, hung tinh, hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn thiên la, tiểu hạn, gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Vận niên, thử quy điền. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai tuổi Kim Lâu năm 2022, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2022, không phạm Hoang Ốc, năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gà đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại không phát huy được hết năng lực của bản thân trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, năm 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi tân sửu 1961 nữ mạng nếu gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê nhẫn nhịn để gia đình êm ấm chớ nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to tâm luôn không yên lo lắng mọi điều Hàn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục chắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy với được hạnh phúc. Hạn thiên la là một trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn thiên la này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên la được hiểu là lưới trời. Xét về sao thiên la, trong môn tử vi đầu số, sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn, cùng với địa võng sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi tân sửu 1961 nữ mạng thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa đây là điểm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ trong năm này bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ hợp tác với người thì được tin dùng đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm tiền bạc dễ dàng có hoạnh tài đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến nhưng nên cẩn thận và kín đáo Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà viên mãn. Năm Tuổi tân sửu 1961 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi thân Phạm Sung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi Phạm Phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi tân sửu 1961 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi tân sửu 1961 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. Bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi gia chủ tuổi tân sửu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, giáp tý, ất sửu, ất hợi, bính tý, đinh sửu, đinh hợi, Mậu tý, kỷ sửu, kỷ hợi, canh tý, tân sửu, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, quý hợi. Như vậy trong năm 2022 tuổi tân sửu 1961 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi tân sửu 1961 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà hạn kim lâu có bốn dạng đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bạn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân sửu 1961 nữ mạng là 62 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. 8. Tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cắt hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tư tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tư tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân sửu 1961 nữ mạng là 62 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.